Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Apple Watch Series 10 là dòng Apple Watch mà mình thấy thay đổi nhiều nhất trong vài năm trở lại đây. Vậy thì những thay đổi đó là gì và ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm sử dụng của chúng ta thì mời các bạn xem hết video sẽ rõ. Apple Watch chính hãng Việt Nam tại 24 giờ Store đảm bảo rẻ chấp hết, ở đâu rẻ hơn hoàn tiền trở lên. Thứ đầu tiên là mình ấn tượng là Apple Watch Series 10 năm nay có màu đen bóng nhưng mà hơi đáng tiếc là mình không mượn được màu đó. Đây là màu sắc huyền thoại từng xuất hiện trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Màu đen này nó sẽ đồng bộ với phần mặt kính tạo được cảm giác liền mạch hơn. Những màu sắc khác nhìn thì vẫn rất đẹp như là màu mình đang cầm trên tay đây, nhưng mà thích nhất vẫn là màu đen bóng. Đây thì vẫn chỉ là viền nhôm nhưng mà đã được đánh bóng nhìn rất là cao cấp, không khác gì phiên bản vỏ titan cả mà giá lại rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên điểm yếu của nó vẫn là rất dễ bị chày, nhìn thấy rõ được với xước. Đây cũng chính là vấn đề của iPhone 7 màu đen bóng hồi xưa. Ngoài ra thì Apple Watch Series 10 còn mỏng hơn đáng kể so với những thế hệ trước. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy cả khung viền lẫn cụm cảm biến ở phía dưới đều được làm mỏng lại, nên khi đeo lên tay sẽ thoải mái hơn, đặc biệt là với những bạn nào hay đeo trong lúc tập luyện hoặc là theo dõi giấc ngủ. Đây cũng là con Apple Watch mỏng nhất mà Apple từng làm ra. Theo Apple công bố thì phiên bản vỏ nhôm sẽ nhẹ hơn khoảng 10% so với đời trước, nhưng mà mình thấy thì cũng không khác biệt nhiều. Nhưng phiên bản titan thì nhẹ hơn tới 20% so với vỏ thép trước đây. Đeo lên là mọi người sẽ cảm nhận ngay được sự khác biệt. Điểm tiếp theo là mình ấn tượng trên Apple Watch Series 10 đó chính là màn hình cực kỳ lớn. Nếu đem so sánh thì diện tích hiển thị của phiên bản 46mm thậm chí còn lớn hơn Apple Watch Ultra 2 nữa cơ. Không những vậy mà bốn cạnh của máy còn được bo tròn hơn so với trước đây, nhìn vào sẽ có cảm giác tràn viền rất là thích. Tuy nhiên nếu mọi người để những hình nền màu sáng thì vẫn sẽ thấy là viền màn hình còn khá là dày. Còn nếu các bạn để hình nền đen và đặc biệt là hình nền độc quyền của năm nay thì nhìn cực kỳ đẹp. Nói kỹ hơn về màn hình thì chúng ta sẽ có hai phiên bản là 42 và 46mm, tấm nền là Retina LTPO 3 OLED với mức độ điểm ảnh sấp xỉ là 330 ppi và độ sáng tối đa là 2000 nits. Màn hình này thì không có gì phải chơi nữa rồi, chất lượng hiển thị tốt, độ sáng cao, độ phản chiếu thấp vân vân, nên là dù sử dụng ngoài trời nắng thì vẫn hoàn toàn thoải mái. Thêm một điểm cũng khá thú vị nữa mà chỉ có trên Apple Watch Series 10. Mọi người có thể thấy là nhạc được phát ra từ hệ thống loa nằm ngay trên cạnh bên. Mình thật sự không biết là tính năng này nó có hữu ích hay không. Còn bạn nào nghĩ ra được áp dụng nó vào thực tế như thế nào thì hãy comment mình dưới nha. Năm nay Apple Watch Series 10 còn được bổ sung thêm cảm biến đo độ sâu. Khi các bạn xuống nước thì nó sẽ tự động hiện lên giao diện đo độ sâu. Tính năng này trước đây chỉ có trên Apple Watch Ultra mà thôi. Bây giờ Apple đã tích hợp luôn trên cả Series 10. Những bạn nào hay đi bơi hay đi lặn thì mình nghĩ sẽ thích trang bị mới này. Cuối cùng, Apple Watch Series 10 sẽ là chiếc Apple Watch có tốc độ sạc nhanh nhất từ trước tới nay. Ví dụ như tối mà các bạn quên sạc, tầm trưa chưa để hết pin rồi, thì mọi người có thể tranh thủ sạc trong lúc nghỉ trưa ăn uống các kiểu, tầm đầu giờ chiều là đã có đủ pin để tiếp tục dùng trong cả ngày rồi. Tuy nhiên, hơi đáng tiếc là thời lượng pin của nó vẫn thế, dùng được khoảng 1 ngày cho tới 1 ngày rưỡi. Và các bạn nghĩ sao về Apple Watch Series 10? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.